Xin chào các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video là làm về cá nô lệ. Hồ của mình hôm nay thì nó đã trong trở lại sau cả một đêm mình lọc nước thì hồ đã trong trở lại. Đấy, chú cá nô lệ đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về loài cá nô lệ. Cá nô lệ thường sống ở các đất nước như là Malaysia này, Thái Lan này, đồng bằng sông Mekong, đồng bằng sông Cửu Long. Loài này thường có chiều dài từ 4 tới 24 cm, mà các tiệm cá người ta chỉ bán kích thước từ 4 tới 7 cm thôi. Đây, hai con đây. Thức ăn của nó chủ yếu là rong rêu của các cái móng đá, các cái cây thành bình. Ở Việt Nam người ta gọi nó là cá giỏ vệ sinh ấy. Con này mình mua là giá người ta bán là 15.000 con hồ vàng. Nó thì nó sống ở tầng nước đáy, thường chui giúp trong các cái mỏm đá này này đó. Mình có thiết kế mấy cái mỏm cho mấy con cá nô lệ chui vào đây. Nó hay chui vào cái mỏm này. Nó thì nó thích các cái dòng nước chảy, nó thường bám vào cái đầu dòng nước chảy này nó này. Loài này lớn lên thì nhìn nó rất là đẹp, nó thường hay bám một cái mỏm đá nó rất là đẹp. Để đảm bảo vệ sinh cho hồ thì mình đang thả ít muối vào cho nó đảm bảo độ, cho mấy cái phân của mấy con cá nó ỉ xuống dưới này, cho muối nó trung trung hòa cái nồng độ nitơ mà phân nó thải ra. Đó, bạn thấy không, con cá này nó thường bám vào đá, mà thế mà nhưng mà xét về thẩm mỹ á, hòn đá màu đen mà cá nó lại màu vàng bám vào nhìn rất là hay. Cái mỏ nó thường chu ra bám vào đá này. Sinh sản thì loài này nuôi trong hồ thì nó không sinh sản được. Theo mình được biết thì nó sinh sản là bằng cách đẻ trứng. Mà con này còn nhỏ lắm, con này còn nhỏ rồi. Con này dài tầm 3 cm. Lớn lên thì nó dài có thể khoảng tầm 6 cm. Và nó bự hơn thế này. Vào đây. Ở Việt Nam thì con này nuôi thì cũng nhiều, dễ nuôi, loài này khá là dễ nuôi, ăn thì không kén ăn đâu, dễ nuôi. Hình như nó biết mình gọi nó tới nó trình diễn khả năng dọn sạch nó. Dọn cái bể đá lúc mình mới mua về thì nó hơi dơ xíu, giờ mấy con này nó dọn suốt ngày nó sạch cả này đó. Có một con vừa chưa chứ này. Đó. Là một tổ nó thế này luôn này. Này, ra nhiều đây. Bắt đầu nó nhìn giống y như thì có bóng vậy đó. Nó dọn từ nơi trong cái bể này luôn. Hello. Loài này khá là sống là hiền. Sống là nó không quan tâm sự đời. Nó thường chui vào cái ngóc ngách nó trú. Nó thì nó ưa dòng nước chảy nhẹ nhẹ.
cái hồ nào mà có cái tốc độ chảy nhẹ nhẹ là nó thích hơn là việc cái hồ yên lặng, tại vì sao nó sống ở sông mà. Và hôm nay hôm sau mình sẽ giới thiệu với các bạn về các loài cá khác. Rồi, xin chào các bạn ạ.